道。接下来要播出的是华视新著名新闻越南语。Xin chào quý vị và các bạn. Hoan nghênh quý vị và các bạn đón xem tin tức di dân mới của Đài Truyền hình Trung Hoa. Đầu tiên chúng ta cùng theo dõi tin tức về cúm gia cầm. Chịu ảnh hưởng của dịch bệnh cúm gia cầm, đến nay cả nước tổng cộng có 980 ca nhiễm bệnh, 7.500.000 con bị tiêu hủy, trong đó thê thảm nhất là ngỗng thịt, bị tiêu hủy tới 80%. Một con ngỗng có giá trên trời vượt mức 2.000 tệ và do thời tiết lạnh, gà khó đẻ trứng, nên toàn Đài Loan đối mặt với việc thiếu trứng gà nuôi vườn trầm trọng. Những miếng thịt ngỗng này giống như những nhát dao cứa vào tâm gan của ông chủ. Mỗi một con ngỗng giống như được nạm vàng với mức giá cao đến kinh người. Trước dịch cúm gia cầm, một con 1.200 tệ, hiện nay tăng đến 2.000 tệ, tăng từ 60 đến 70%. Tiệm thịt ngỗng giá Ropien nổi tiếng ở Xiêm Mấn Tinh, Đài Bắc, một tô mì canh thịt ngỗng từ 50 đài tệ tăng tới 60 đài tệ. Chủ tiệm để không bị thua lỗ cũng phải đổi sang bán thịt gà và thịt vịt. Số lượng mới cao, xem bưng cái quần, chỉ chỉ bị trung bộ mới bị hoàn, rồi, đó là đương nhiên là chỉ. Ai nâng nín à? Ai cho nâng nín đấy? Ai nâng nhặt chín nhá, có chín nín này đó. Người nuôi ngỗng lại càng khổ hơn, giá cả ngỗng trứng, ngỗng nhỏ tăng lên gấp 3 lần, để có thể cung cấp như bình thường phải đợi ít nhất 2 năm. Toàn Đài Loan có 7.500.000 gia cầm bị tiêu hủy, ngỗng là thê thảm nhất, có 2.360.000 con chết, chiếm 80%. Gà và vịt cũng bị dịch bệnh gây hại, lượng nhu cầu vẫn tăng cao không giảm, khiến giá cả vẫn ở mức cao. Mùa đông năm nay lại có nhiều đợt khí lạnh kéo đến khiến gà mái khó đẻ trứng. Gà trứng, gà vườn trong các siêu thị đều trống không, thiếu trầm trọng. Ngay cả một rổ trứng đã qua rửa và chọn lựa, giá cả cũng tăng đến mức 40 tệ một cân. Các loại trứng thịt quá đắt, chuyển qua ăn rau xanh ư? Xin lỗi, đợt khí lạnh trước đây hư hại nghiêm trọng, giá rau xanh dịp lễ Tết đạt mức cao kỷ lục trong 40 năm trở lại đây. Cải cúc, rau cần đúng lúc Tết nguyên tiêu đắt gấp 3 lần so với cùng mùa năm ngoái. Năm khỉ vàng này không lẽ phải học theo khỉ thật, ăn chuối sao? Ung thư vú rất có khả năng có thuốc chữa trị mới. Vaccine phòng chống ung thư vú do ông Khải Huệ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung ương nghiên cứu ra, chuyển giao cho công ty Hạo Đỉnh thực nghiệm. Mặc dù không đạt yêu cầu của Bộ Vệ sinh Phúc lợi quy định, thuốc mới không được phép đưa ra thị trường, nhưng các thí nghiệm lâm sàng phát hiện đa số người bệnh đều có phát sinh kháng thể có hiệu quả, chứng minh thí nghiệm thành công. Có học giả cho rằng, trong tương lai chỉ cần sửa chữa một chút về tiêu chuẩn nghiên cứu là có thể đột phá quy định đưa ra thị trường. Đây sẽ trở thành loại thuốc đầu tiên sử dụng phân tử carbohydrate chữa chứng ung thư. Chủ tịch Hạo Đỉnh ông Trương Niệm Từ cho mở buổi họp thuyết minh, đích thân tham gia để cứu vãn lòng tin của nhà đầu tư. Hoàn toàn không đáng xin. Nếu như nói, vạn nhất chúng ta, người dân, chúng ta không biết rõ thì giá cổ phiếu nếu như tiếp tục giảm, chúng ta cũng chuẩn bị cá nhân sẽ ra ngoài hụt bán. Loại thuốc chống ung thư vú mới của công ty cổ phần kỹ thuật sinh học Hạo Đỉnh rất được chú ý. Kết quả ra lò lại không đạt yêu cầu. Thế nhưng chủ tịch Trương Niệm Từ nhấn mạnh đã có đột phá lớn trên thí nghiệm lâm sàng. Giải mang không có, không phải không có qua quan, là giải mang đối với chúng ta 设定的标准没有达标，不是说解盲以后没有临床的疗效。 Hạo Đỉnh nghiên cứu loại thuốc mới này về phương diện hiệu quả chữa trị không đạt yêu cầu nhưng lại có đột phá lớn về phương diện miễn dịch。看起来是相当有效了啊，假如有产生抗体，但是你在统计上，假如把没有免疫反应跟有反应都放在一起的话，假如人数不够，它的显著的这个差异就没有达到那个标准。 Nếu vaccine phòng chống ung thư vú thực sự có hiệu quả, đây sẽ là trường hợp đầu tiên sử dụng phân tử carbohydrate chữa chứng ung thư trên toàn thế giới. Thế nhưng thí nghiệm hiện nay chưa thông qua, tạm thời không thể lấy được thuốc. Vì thế Hạo Đỉnh vừa mở cửa đã rớt giá chết ở mức 613 tệ. Giá trị thị trường Hạo Đỉnh cũng giảm theo còn 11.600 triệu tệ. Chủ tịch Hạo Đỉnh ông Trương Niệm Từ vội vã trấn tĩnh, thí nghiệm chưa thông qua nhưng vẫn có đột phá to lớn, hy vọng có thể giữ lại lòng tin của người đầu tư. Hôm qua có tin đồn người chạy bộ dưới không khí nồng độ cao 2,5 PM hôn mê bất tỉnh. Cần nói cho bạn biết, 2,5 PM còn có thể gây ra béo phì. Có nhà khoa học dùng chuột bạch để làm thí nghiệm, chứng minh không khí ô nhiễm ở đại lục khiến chức năng tim, phổi và chức năng chuyển hóa trở lên rối loạn, dẫn đến tăng cân, chất béo và chất mỡ ở vùng bụng tăng lên. Nhưng trước mắt, thí nghiệm trên cơ thể người thì vẫn chưa được chứng thực. Chạy bộ chạy được một nửa, một người nam giới họ Quách 53 tuổi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, thông qua cấp cứu mới phục hồi lại nhịp tim và tỉnh lại. Tham gia chạy bộ nhưng suýt nữa lại mất mạng, thủ phạm gây ra lại chính là 2,5 PM nồng độ quá cao. Bây giờ cần nói cho bạn biết, hít nhiều sẽ béo lên. Có nhà khoa học ở đại lục sử dụng hai nhóm chuột làm thí nghiệm, ở lâu trong môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.
do chức năng tim phổi và chức năng chuyển hóa bị ảnh hưởng, lại ăn nhiều dẫn đến cân nặng cơ thể tăng cao. Suy luận như vậy, không lẽ hít thở cũng béo lên thật sao? 有可能会产生我们肺脏慢性气管，或者是慢性阻塞性肺病变，那才有可能产生所谓的缺氧。那这个后续才有可能说变成说像所谓的心脏血管的高压运动啊，或者是活动上面容易喘，那才会变成变胖的这可能性，就不容易去运动这样子。 Bác sĩ trong nước đặc biệt giữ thái độ, thế nhưng có thể xác định hít quá nhiều PM 2,5 là tuyệt đối có hại. 像只要累积在这血管上面的话，可能就会造成血管容易硬化，产生高血压。那只要累积在所谓的肝脏或肾脏部分，会造成慢性的这些器官的病变。那只要累积在我们的内分泌器官，像生殖器官，可能就会产生不孕的情形。 Quý vị và các bạn đã nghe thấy chưa? Ra khỏi nhà nên đeo khẩu trang vẫn đảm bảo hơn. Vì hít quá nhiều PM 2,5 không nhất định sẽ béo lên, nhưng nhất định sẽ có hại cho sức khỏe. Hôm nay đăng ký bù, tuyển cử Chủ tịch Đảng Quốc dân. 4 người tham gia tranh tuyển đã hoàn tất đăng ký. Phó Viện trưởng Viện Lập pháp bà Hồng Tú Trụ nộp giấy ký tên với số đảng viên đông nhất, đạt mức 84.822 bản. Chủ tịch Lâm thời Hoàng Mẫn Huệ nộp hơn 67.000 bản. Tuy ít hơn 10.000 bản, thế nhưng số người ủng hộ đồng hành đến đăng ký của cả hai đều rất đông, khí thế tranh đua vô cùng cao. Đội quân thanh niên đồng hành đông đúc, Hồng Tú Trụ mang theo hơn 84.000 bản, giấy đảng viên ký tên ủng hộ rất nhiều, thế nhưng có chiến thuật biển người không chỉ có Hồng Tú Trụ. Khi Hoàng Mẫn Huệ đăng ký, Ủy viên Thường vụ Trung ương và người dân địa phương đều ủng hộ. Giấy ký tên có hơn 67.000 bản, tuy ít hơn 10.000 bản thế nhưng cũng rất có khí thế. Đây là cuộc chiến xanh đậm trong nước ư, cả hai đều rất cạnh tranh. Hồng Tú Trụ cố ý nhận phỏng vấn trước tượng đồng quốc phụ, tranh giành chủ tịch đảng là truyền thống cũng là trách nhiệm. Hoàng Mẫn Huệ dán quốc kỳ ở bắp tay bảo vệ Trung Hoa Dân Quốc. Bù tuyển cử người đứng đầu Đảng Quốc dân không chỉ là cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, mà còn có Ủy viên Lập pháp Trần Học Trình người đầu tiên đăng ký và nghị viên thành phố Đài Bắc Lý Tân sắn tay áo sắn ống quần hoàn tất đăng ký. Sau khi loại bỏ các đảng viên vô hiệu và số trùng nạp, giấy ký tên ủng hộ phải vượt mức 3% có 9.600 người. Mở đầu cho một tháng tranh tuyển, 326 ngày này sẽ bỏ phiếu bầu cử cho chủ tịch mới và của Đảng Quốc dân. Ngày lễ văn hóa thần linh tranh cảng Dã Liễu hôm nay đã bước vào phần cao trào thần linh tranh cảng. 12 chiếc thuyền cá chở thần linh ra biển, chở đầy cá thu hoạch được, quay về bờ. Các dũng sĩ vác kiệu thần lên nhảy xuống biển, vô cùng náo nhiệt. Lớn tiếng kêu gọi, các dũng sĩ vác kiệu thần nhảy xuống biển. Một nhóm 4 người mang theo thần linh bắt đầu tranh cảng, khí thế hùng hồn, tiến lên phía trước, mục đích chính là để thần linh rửa sạch cảng cá, cũng là cầu nguyện thu hoạch cá được mùa. Mặc dù các dũng sĩ không cẩn thận trượt chân té ngã xuống biển, nhưng cũng không giảm bớt không khí náo nhiệt của hoạt động. Sau khi rửa sạch cảng, các dũng sĩ còn vác kiệu thần bơi lên bờ, trên đường luôn bảo vệ thần linh. Tiếp theo đó còn chân không bước vào đống lửa, tượng trưng cho việc xua đuổi điều xấu xa dơ bẩn, một năm bình an. Một buổi hoạt động có nước có nửa này đã có lịch sử cả trăm năm, mỗi năm đều thu hút rất nhiều du khách đến xem. Ngoài việc có thể tự thân nhảy xuống nước rửa cảng, cũng để thần linh rửa sạch cảng khẩu, cho ngư dân những người nhờ biển sinh sống, có được một năm thu hoạch được mùa và bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!